vô đây rồi cũng còn hung dữ. Anh coi con cua cỡ này nè. Rồi con cua nó càng hiểm luôn trời. Thấy cái dàn lũ này kiếm con cua gạch nè em ơi. Cua này nó hung. Tôm vậy vô nó búng chạch chạch mà chở rồi nó. Đó. Một mình ơn nó đâu có ăn nước ai được. Rồi em để xuống. Gạch anh ơi. Gạch nữa hả? Thăm gặp cua xong bây giờ em thăm lưới lú luôn hả gì em? Dạ em thăm lú luôn cái mình bơi về dài về. Một công hai ba chuyện. Tận dụng thời gian hả? Ôi. Cua hả tôm em? Anh ơi có cua mà có tôm. Vậy là ngon rồi. Trời ơi thấy đấy, con người. Ôi ơi, con xuống bự cả đó thấy em. Ôi. Em nói anh cua có tôm nữa mà. Cua người hên là lúc nào nó cũng vậy nè. Đó anh thấy chưa? À con tôm này nó, con cua này nó bị bể mu. Cua bể mu luôn hả? Thấy sao mà nó bị bể cái mu nó bự dữ vậy ta? Chắc nó kẹp hay nhỏ nữa. Kẹp đó. Dám đó mà bể cái mu một lỗ luôn. Chơi gì cua mà bể mu mà nó vẫn còn sống. Bình thường với em. Với con cua mềm nè đó mình bắt mình đè vô bắt đầu nó lớn lên cái nó qua thật luôn. Quyết vô. Thôi bỏ ra đi bạn Hiền ơi, kia à, bạn Hiền đi. Lắm. Đó. Quên đem đồ nghề rồi anh ơi. Để lấy bọc cá mở vô đậy lên. Ừ. Lấy đồ em dặn lên. Ê còn cô tôm này mà nó búng một cái nè. Tức cho hoàng tức xịt khói tức luôn đó. Ê cầm đàng hoàng bữa ơi con. Ôi, con tôm em cỡ này nè. Bữa nay mà 30 con tôm mà cỡ này thôi. Ừ, quá mừng rồi quá đã. Nó là 200 nắm luôn. Đó em thấy không? Thấy không? Ừ. Đó. Nó vui trong bụng được con tôm bự. Trên đoạn đường đi thăm gặp cua về thì được hai con cua gạch, hai con gạch chà bá lửa luôn. Còn thăm lưới thì được bấy nhiêu cá này, cá phi rất là ngon. Thấy một công hai ba chuyện không? Bây giờ mình tiếp tục mình thăm lú nữa. Bữa nay là hai chồng mình là ấm áp mùa xuân luôn này. Cua tôm cá có đủ rồi đó nha. Đầy đủ rồi đó nha, không thiếu gì đó nha. Còn giờ còn thiếu tiền nữa. Tôm cá tiền thì em vô bán tôm anh. Ừ, tiền bán tôm nữa là mới có tiền nữa là mới đủ rồi. Tính bữa nay em làm cũng đậu vạt dữ chứ bộ. Đậu chứ, không đậu rồi, tiêu à. Nó độc quyệt luôn, nó bò tới nó bò luôn, nó búng. Tôm quá xá lần tôm. Nó nổi em nó muốn bặn tôm xú bố mẹ luôn rồi còn gì nữa. Chục con vậy thôi là cả ký lô rồi đó. Ừ, tôm này khoảng 10 con ký gì đâu có nữa. Em xì bùa để em kiếm 9 con nữa coi. Kiếm 9 con nữa cho chẳng 10 con ký vậy. 9 con nữa chẳng 10 con coi. Lụm 400.000 ngọt sớt luôn hay vậy. Lụm tiền cái nghe cho nó ngọt các anh. Cứ con mấy chục là em tính tới. Còn mấy kẹt kẹt 9 con cũng được. Cũng ngại lắm hay gì? Ngại lắm ạ. Ồ, chứ bằng hết biết chứ bằng nó bự lên luôn. Lớn vậy nè. Chua quá em. Chín vậy lắm. Hả? Chứ bằng nó dám chín lắm. Ừ, tới mùa trái mắm rồi kìa. Em về thẳng tới luôn đi em đổ lú cho nó dễ. Đó. Coi chừng cái này có khi nào nó vô 9 con một lượt luôn không? Anh chơi. Anh đừng nói kỳ quá anh. Phong thủy đó. Cái chớ nó đi dữ không? Em phải bóp thắng, nhả thắng rồi. Thắng này nó bị lờn rồi anh ơi. Thắng như một cái tét kia mới được. Nước quá nên nè. Để em nhả thắng cái coi. Rồi nhả thắng này. Rồi, dây. Trời ơi, sao nó đang kịnh gì nè. Gạch thì không biết. Không có tôm luôn. Đâu kia có tôm không em? Nó làm thịt mấy con tôm em hết rồi. Chứ dính nó cũng đâu có còn vậy đó. Trời ơi, con cua vàng hiểm. Trời ơi, con gạch nó quên nhất em. Hả? Con cua đực. Rồi. Em đè nó xuống này.
nè, con cua này mà hả, chắc lội luôn á, khỏi cần bóp, cua đó màu đó thì khỏi bóp rồi. Tình yêu vẫn đẹp sao? Tình yêu vẫn đẹp sao? Bây giờ nó không có 9 con tôm mà nó có 1 con cua. Sao bây giờ anh dòm em đẹp hơn con cua luôn em? Dạ. À. Cẩn thận cua lửa bữa rồi. Đã một cái thì dính con cua, một cái dính con tôm, con nào cũng xứng đáng. Xứng đáng thì chắc cái tiếp theo chắc dính con cá quá. À. Ê, chơi đừng vuột tay bạn. Được không em ơi? Bạn Hiền ơi. Con có yên nhất rồi. Ui, con cua cũng còn hung dữ. Vô đây rồi cũng còn hung dữ. Anh coi con cua cỡ này nè. Rồi con cua nó càng hiểm luôn trời. Ô con cua này mà chắc lội luôn. Anh chị nào mà mua cua ăn mà mua ngay gặp mấy con cua vậy một cái nha, thì thôi ăn xứng đáng đồng tiền luôn á. Em bỏ từ từ, bỏ từ từ. Đó. Anh cho nó vô đây đi. Con cua đó là mua ăn mà không sao, không thiết tiền luôn á. Để anh để mấy con cua này chúng ta nó kẹp. Em cho nó vô đây đi. Nay sao kỳ quá ta. Nó nhồng cổ nó hay vậy? Nó nhồng nhột, nhồng cổ. Kiếm tôm mà ra liếc dột tôm không à. Đâu cua. Có chủ yếu cua mà giờ nó dính cua à. Có cua vậy đó mà chừng không thấy. Em đó, chứ chừng nhìn lại như cứ nằm như cục than. Em chứ gặp anh nãy anh thả luôn. Đi ngon rồi nãy gặp anh thả luôn. Đâu anh thả luôn. Dễ gì vậy anh. Mà lỡ em bắt vô vỏ hay chứ không thôi anh thả luôn. Chơi ngon chơi chứ đâu bậy được anh. Đâu có bậy bạ gì được hả. Bậy được. Em chơi thẳng tiếng ra luôn, ngoài cấm luôn coi. Đi thẳng tiếng đi. Bác bài cho đi đâu thì đi đó chứ đâu có dám dám đòi hỏi gì đâu. Cái tay lưới của em thì ra là nó quậy quậy, dám có dính nữa kìa. Ừ? Có tay lưới dám có dính nữa kìa, nhưng mà mình không thăm, em để dành đó chưa em thăm đó. Ừ, để chưa thăm đi. Dính đâu chỗ đó, đó, đó. Em bơi động động nước. Trời ơi, đủ lưới nữa không ơi. Động động nước hồi nó chạy vô đó cho anh thấy. Thì thôi luôn á, dùm cho cái mũi đi trước. Ừ. Bơi ra cái hồi mình bơi dài vô không có tiện. Giờ hai cái này mình nên thăm cái nào trước ta? Bắt từ đằng kia quánh dài lại. Em biết nhắm hướng không? Biết à. Em nhắm hướng ngay theo hướng thôi, cái lũ nào chạy nhiều nè. Chỗ này có mấy cái buồng dừa bự quá em ơi. Ba muốn buồn à, anh cho bên kia nữa kìa. Mà leo lên chặt. Vì uống. Thì nó mát á. Thì mấy buồn dừa nước nữa nè anh. Còn mấy buồn dừa nước nữa hả? Cái buồn dừa nước mình hai chồng không ăn bữa giả chứ. Bữa nay hai chồng mình xử nó đi. Chẳng là anh thấy bữa nay hai chồng mình xử nó đem đi bán chứ. Chứ dừa nước có tiền không đó anh. Tiền không gì nữa. Chơi sao? Sáng biết ai nhắc hay là ai chửi rồi nữa. Em đưa dầm anh. Này ơi. Em đưa dầm anh. Chạch là chạch nè. Ơi còn dưới nữa kìa em ơi, còn dưới con thẻ bự quá. Giờ tôm không nhiều mà ít mà vô thắt ít mà còn hả. Nằm ở ở trên đó đó. Đó. Cũng lại là một em cua. Cũng lại là em cua nữa. Chúng có cua có tôm là hơn này. Cua bò nằm rút dưới này đây. Y cần nó đừng có chết là được rồi. Không lẽ nào mình cứ cục xuống làm gì vậy cho ta? Ồ, thẻ con cành cành cảm ơn ơi. Mấy con thẻ của em nó cỡ này. Ừ.
rước nữa, có mấy con mà còn rước nữa. Đó, mình bỏ vô đi. Đó, tỷ số tôm của em đầu tăng rồi đó. Rồi cua thêm vũ ra luôn. Tăng rồi đó. Tới gần nó xong này mấy chạy quá. Tới dĩa mất rừng của em đây hả? Dĩa mất rừng ta thấy nào đây? Chuyến này cua hay tôm hay cá đây? Đủ mọi con sơn hết. Cua, tôm, cá. Ê, quấy gì bạn? Rồi rồi, con khúc dưới cái hôm dưới nè em ơi. Đó, thấy không? Trời ơi, còn tí xíu gì mà nó còn ém á. Nhờ anh đó. Nhờ anh đó không? Chứ không có anh à, em bỏ qua cơ hội này. Con cô, con một em lần em bắt cũng được. Con muốn nằm ngang. Bằng kia đó. Bữa nay bắt bắt. Có khi nào tụt tụt như đó hồi ra còn cái ruột con tôm không không ha? Lần đường tự con tôm mà nó lọt ra lỗ lưới rồi cũng hai mấy con ký tôm này anh. Ừ. Ở tôm này cũng bự chứ đâu nhỏ. Bình thường mình lần khó chứ nó búng cái tẹt cái ra à. Đấy, được. Ừ, cái này em bỏ con cơm. Ừ. Con có thu nhập rồi. Bỏ cái đầu nó vô trước. Ừ. Gia tăng rồi thấy không? Gia tăng, gia tăng. Hên ta. Hên được con tôm nữa ta. Cá tôm đầy đủ, cua. Em mai mốt đi nhớ rủ em theo nha. Rủ chứ, cỡ nào cũng phải rủ chứ. Cái lúa này giống bị kẹt hay gì mà em lại thấy cứng quá vậy? Ủa sao mà mình đâu có làm gì nữa mà tới đây nó cứng vậy ta? Cái lúa này như bị chéo hay gì em xây lại. Rồi không có chéo làm sao vậy? Hay là em cột thẳng quá? Hồi nãy dỡ lên được mà. Nó bị dướng cái gì hay gì đó. Bỏ đại đi chút ra rồi. Mình đặt sao? Em sửa lại. À, chút đặt cái kia mà sửa. À, như em nhớ đúng rồi. Nó lên cây rồi đó. Rồi thẳng tiến đi. Thấy cái dàn lũ này kiếm con cua gạch nữa em ơi. Kiếm con cua gạch nữa là bữa nay hai chồng mình dày luôn. Được một con cua gạch nữa coi. Đây em cho anh cái dàn. Ồ vô em vô lùm luôn rồi. Trời ơi, cua con nữa kìa. Nhỏ quá, chắc em thả lại luôn đi em. Có con cá bóng kìa, em muốn bắt cá bóng rồi bắt, còn không bắt rồi. Trông kỹ dở lên rồi phải bắt chứ anh. Dũng đại đó. Hôm nay anh bơi chiều này luôn cho em. Ôi ôi cô con nữa em ơi. Ồ, cái gì bạc bạc rồi đó.
Ê, 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 đừng 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 kéo nữa, kéo đừng kéo lên, nắm cái đuôi đục trước, đừng xếp đấy. Em ở đó em rút lên là được luôn rồi. Rồi càng không. Em rút cái đuôi đục trước đi, rồi. Đó. Bốn con cua luôn. Rồi ôi là mèn cua. Con được ở này. Đó. Quá xá luôn em ơi. Nát không nát. Có con nào hả? Càng que hết trơn á. Nên thấy con cua con số bự mà. Không. Anh thấy cua. Ủa không để anh qua mắt sao? Ồ đó đó đó, ở dưới rõ ràng mà. Có. Cho nó ra lần lần hết này. Đó nó kẹp nhau rồi. Đó em ơi, rồi em vũ con cá cho nó xuống luôn đi. Hai con đó tiêu hết rồi đó. Con này bắt được không? Ô, con này nhỏ quá, thả anh. Nhỏ em thả đi. Em vũ nó gần ra cái đục, cái em vũ xiết con cá cho nó lọt xuống. Là mạnh con nào nó nay nay lội à. Đây nè, anh bơi tới chưa? Bỏ 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 đi. Đây kìa kìa kìa, nó mà đó nè, nó mà xanh xanh đó. Có là hai tay em căng ra. Trời ơi. Ôi cua gạch nữa hả vậy? Em ơi. Nó ăn cắn banh chành con cơm của em nó thành đỏ luôn rồi kìa. Rồi em ơi chơi đục rồi. Quá quá cua này nó hung. Cơm gì vô nó búng chạch chạch mà chở lại nó. Anh đó. Một mình ơn nó đâu có ăn lướt ai được. Rồi em để xuống. Gạch anh ơi. Gạch nữa hả? Một cái mà không biết có gạch không đây. Đây. Một em chà bá nữa nè. Có mấy con cá bóng. Nó vô nó ăn cá bóng hay nó ăn tôm nó rụi. Đi con cơm một khúc luôn rồi kìa. Ấy thiệt chứ. Ừ, nó ăn con xuống đó bự đó em. Trời ơi, con đó hết mấy chục ngàn của mình mất tiêu rồi. Ủa, bắt luôn em, còn khúc nó lấy luôn đi. Nó nhai tiêu khúc đầu rồi. Kệ nó ăn khúc còn mình cũng khúc còn lại. Con chùa mình khúc đuôi, kệ khúc này thịt cũng được. Ừ, con đó thịt không nè. Sao đây? Em vũ nhẹ cho nó bò lại vô đây nè. Cho nó lại anh nha. Ừ. Rồi nó đi rồi hả, anh điểm điểm đó. Ê, từ từ em này, từ từ. Ồ. Còn nữa anh ơi. Tỷ lệ cua bắt đầu gia tăng này cả nhà ơi. Rồi anh cho lấy ra anh ơi. Cái đầu đằng đó được con cua nó hạch hạch lấy rồi. Con đó mà về mình dạch ra cái cua gạch cái nữa là bữa nay hai chồng mình nắm lắm rồi. Rồi có cái đó có con cua hả em? Con cua. Cua con cá bóng. Cầm dầm đi, em quay cái kết quả của mình nè. Rồi em giữ thăng bằng cho anh đi. Em bỏ đại xuống đi. Ồ, con nó lẻ kìa anh. Ồ, con nó lẻ kìa. Em bỏ tốt này. Kết quả hôm nay thì vừa thăm lưới rồi vừa thăm gặp cua mà vừa thăm lú luôn. Đó, quá xá ấm áp luôn rồi em ơi. Bữa nay hai chồng mình trúng mánh này. Rồi mình tranh thủ bơi về thêm đây.
bán kiếm tiền thu nhập đi tính gì tính.